Ghê quá. Rồi con cô đi vô hao đi. Hao kia đâu rồi? Cô đó lụt ăn đi, rồi mấy cô hai cô này để lại xíu sơn tên sơn lọc. Gọi tự sơn đi kìa, bắt cô rồi sơn đi. Cho đứa sân cái đi. Rồi bỏ súng ra đi, cắm này nè. Giơ tay đó nha. Cắm nắp đó sơn. Để nó nhẹ lên thôi. Rồi, cho con này đi. Rồi, hai đứa sơn nha. Ồ, tắm sơn đẹp hơn gì nữa. Tắm sơn con bự đi, với sơn con nhỏ. Tắm sơn con cua gì vậy? Chân nó kẹp đó nha. Khi nào nó nhóng nó càng lên nó giật tay ra nha. Tắn sơn giáp chưa? Làm gì vậy? Thì Yến sơn màu gì vậy ta? Giỏi, tắn sơn màu gì vậy ta? Cam của Tắng là màu vàng. Xong chưa thì xong chưa? Ô Tắng sơn hãy lại luôn. Con sơn lại luôn à. Sơn lại cho anh.
Sơn gọi xíu sao luộc ăn đây. Màu hết trơn á. Rồi Sơn đi ba quay cho. Bán Sơn xấu quá, xấu rồi. Rồi Duyên Sơn là điệu hết trơn. Sơn đi qua nó hoài, ông Sơn chưa xong nữa. Sống Sơn ngoài bìa này. Ừ. Mày vẫn Sơn ngay cái càng nó cá kẹp. Cá càng mẹ tầm thăm rồi. Con nó bò nó kẹp vào tấm hư tấm. Con này nó. Ừ. Rồi xong hết nước Sơn rồi, dẹp đi. Chưa. Chưa. Dẹp luôn. Không, chưa. Dẹp đi, hết rồi. Còn. Ba cắt con cua này nè. Đi.